Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn những tình cảm chân tình của chị đã dành cho Linh Tâm. Cảm ơn những cành hoa rất là đẹp. Em chắc có lẽ anh ngừng đi, anh quyên tiền nữa anh hả? No, thoải mái thôi. Cái chuyện quyên tiền đó có lẽ không cần thiết phải quyên, là tại vì cái chuyện cho tiền là từ trong tấm lòng của mọi người dành cho việc trùng tu chùa mà thôi. Thành ra nếu mà em hát càng hay, mọi người càng thấy thích thì cái tiền đó sẽ được cho nhiều hơn thôi. Có lẽ mọi người đang chờ coi coi hay tới cỡ nào. Nhưng mà có một điều lúc nãy khi mà Linh Tâm hát á, thì tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Linh Tâm nó rưng rưng giọt lệ. Thì tôi không hiểu là quý vị biết cái giọt lệ nó đến từ đâu không. Chứ theo tôi thì tôi nghĩ là cái giọt lệ này chắc có lẽ Linh Tâm dành cho cô gái ở Cà Mau đã bị phụ rẫy chăng? Không phải à. Phải không? Giọt lệ đó bởi vì đang đói bụng á. Ủa? Chưa ăn hả? Chiều giờ từ ngoài dĩa cơm ăn với anh ra, bây giờ chưa ăn gì hết á. Ồ vậy à, xin lỗi nha. Như vậy Linh Tâm chưa ăn gì hết. Nghĩa là bây giờ đói bụng. Chưa, chưa. Có thể hát thêm một bài nữa quý vị sao? Thấy sao à? Linh Tâm có thể hát thêm một bài nữa mà. Cảm ơn. Ở vậy là còn hát được bài dạ, nữa. Hát bài rồi nữa. Quyết định bài nữa. À, bài hát này thì trước khi hát bài này Linh Tâm cũng có một điều này mới không nói ra thì nó mất trong bụng lắm. Hồi nãy ngồi ăn thì anh gì anh Sến à? Anh Sến mà. Anh Sến anh nói cái ông này sao ông đóng toàn vai độc ác không à, mà ra ngoài đời thấy ông hiền quá. Không có gì có thấy Linh Tâm đóng độc không à, đóng ác không vậy mà. Có ác lắm không à? Đây nè. Nhỏ vợ của anh mà anh đứng ẵm con đó. Dạ. Hồi nãy nó nói em ghét thằng cha này lắm. Thấy không? Là tại vì thằng cha này đóng vai ác. À dạ. Đó. Còn anh á, tức là nói anh nè. Dạ. Ngoài đời hiền khô à. Dạ. Nhưng mà sao gần em sao anh ác dữ vậy? Không có ác gì lắm đâu. Nhiều người gặp mặt Linh Tâm ngoài đường họ mừng lắm. Họ nói, ý Linh Tâm kìa. Cha này chuyên môn mà đóng dê với lấy vợ của Vũ Linh không à. Lấy vợ của ai? Vũ Linh. Ủa Vũ Linh có vợ hả? Vũ Linh là đóng kép chánh, thành ra Linh Tâm đóng kép ác, thành ra là lúc nào cũng phải lấy vợ Vũ Linh. Ví dụ như lấy Phương Hồng Thủy, lấy Thanh Hằng rồi hãm hiếp Ngọc Quyền rồi chẳng hạn. Có à, cái này có, nói có sách mách có chứng à, có Ngọc Quyền ngồi đây à. Ngọc Quyền ơi, em bị Linh Tâm hãm mấy lần? Trong tuồng thôi à. Đóng tuồng, hãm, trong tuồng. Hãm mấy lần hả anh? Ô, đừng có nói thì, với anh là... Em đóng cũng trên 200 cuốn... video cải lương thì em nghĩ anh Kim à, anh Linh Tâm hiếp em cũng cỡ khoảng trăm mấy chục lần. Nhưng mà hồi xưa quý biết Linh Tâm và Ngọc Quyền hát hàng đêm, mỗi đêm mỗi trình diễn mà, cho nên nếu nói như vậy thì phải nói rằng Linh Tâm hiếp Ngọc Quyền từng đêm đó. All right. Nói chung thì có nhiều người đi theo, họ nói anh Tâm ơi, anh làm ơn anh cho em xin vài trang đi, trang sách dê mà. Sách dụ dỗ người ta thực ra là không có sách dê gì hết trơn. Nhưng mà Linh Tâm đặc biệt có một cái bài hát. Bài hát là Linh Tâm tự sáng tác. Quý vị có thể học bài hát này xong thì quý vị sẽ thành sư phụ của Linh Tâm, chứ không thèm làm theo Linh Tâm xin về bà Trang làm gì nữa. Bài hát này Linh Tâm tự đặt tên là Lời Tỏ Tình Rất Dễ Thương. Một lời tỏ tình vừa thơ mộng, vừa êm đềm, mà nó vừa tàn bạo, nó vừa khốc liệt, vừa khủng khiếp. Mời quý vị nghe à, ông nào chuẩn bị học là chuẩn bị viết nha. Nhìn dáng em thước tha như giang hoa, con gái là khoái khen đẹp à. Lòng thiết tha như ánh thái dương lung linh muôn sắc mây, ta ngất ngây say sao xuyên tâm hồn. Lòng bàng hoàng, lòng bàng hoàng cứ ngẩn ngơ, ngẩn ngơ như đá mơ. Em ơi gặp gỡ buổi đầu tiên là trọn đời anh đây luôn nhớ mãi, nhớ khoe mắt, nhớ làn môi, nhớ nụ cười như hoa hàm tiếu đã làm điệu đứng coi lòng anh. Em ơi có phải đây là nợ là duyên sắp bài từ muôn kiếp trước nên khiến nên xuôi cho đôi mình tưởng ngộ số kiếp đẩy đưa tơ hồng sẽ chỉ thắm anh đắm. Anh sai anh mơ anh mộng anh muốn được cùng em kết nghĩa trăm năm, anh muốn nắm bàn tay và siết chặt tay ai để chìm trong ánh mắt ngấu im đôi trao lời yêu đương, lời tình chung, lời hò hẹn bối
ban sơ chớ ngài ngần chi, hãy nép sát vào tim anh nghe, con tim này đang trỗi nhịp yêu đương mãi mãi yêu mình em, xua kiếp yêu mình em và yêu đến yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, anh thà chịu khổ có một mình. Từ cái nhìn đầu tiên anh đã yêu em, yêu từ lâu lắm. Anh yêu em như gió yêu mây, như cây yêu búa, như lúa yêu phân, như lần yêu pháo, như cháo yêu ông, như sông yêu cá, như má yêu ba, như da yêu thịt, như vịt yêu bèo, như kèo yêu cột, như bột yêu bào, như dao yêu tớt, như nhớt yêu xăng, như răng yêu lưỡi, như bưởi yêu bồng. Anh yêu em yêu đêm yêu ngày, như dễ yêu dớ, như chồng yêu vợ, như mở yêu hàng, như bàn yêu ghế, như dế yêu thang, như răng yêu thận, như mẫn yêu đào. Chừng nào tim này khô máu, anh mới không còn yêu em. Yêu khủng khiếp không quý vị? Vâng, và bây giờ thì Linh Tâm xin nhường sân khấu lại cho anh Việt Thảo. Và cũng không quên kính chúc quý vị có một đêm thật là ngon miệng, và thể hiện tất cả lòng hảo tâm mình đối với chùa Bà Thiên Hậu ở Vĩnh Hải. Cảm ơn rất nhiều. Anh thấy Linh Tâm nè, tại vì đó Linh Tâm có cái hay là ở chỗ là không có ăn gì đó thì bụng đói hát sẽ rất hay. Mà Linh Tâm trong chốc lát sẽ hát nữa, thôi bây giờ em nhịn luôn tới chút nghe. Lần nữa tràng pháo tay dành cho Linh Tâm. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Tâm.